Sao còn hiểu lầm anh không? Còn chút xíu mà. Chuyện gì? Anh không biết nữa, không giải thích được. Anh quan sát em từng ly từng tí, đến hồi chiều em chia tay bà, anh vẫn đứng nhìn em. Chỉ có mình anh đứng nhìn em. Em khóc xấu lắm nữa nha. Em có quá nhiều cảm xúc lắm. Cái điều đó làm anh buồn. Không, em thương bà thiệt. Bởi vì bản thân bà tốt quá. Đôi khi anh có thể nghĩ là đôi khi vẻ bề ngoài người ta chỉ cứng rắn thôi. Em cũng giống anh thôi. Anh cũng cứng rắn ra đường này nọ kia khác, nhưng mà đâu có ai hiểu bên trong mình là như thế nào. Ngày hôm nay có lẽ phải lấy hết tất cả dũng khí thì mình mới có thể nói ra được chừng đấy những tâm tư tình cảm của mình nhìn cho Diệu. Khi bên ai em thấy điều gì nữa mà rơi vẫn kề lần mi. Người từng làm em không, người từng khiến em cười. Buồn bàn tay rời xa lại lâu mưa đi. Và con tim đã vui trở lại khi giờ đây những người yêu nhau đã tìm được đến với nhau. Thế nhưng sự lo âu vẫn còn đó khi chưa ai biết chắc mình có đang yêu nhầm người bí ẩn. Lúc đi hết mình, lúc về có bồ. Yeah. Ô, cảnh đẹp quá. Nhìn này giống như một bức tranh. Ý, sống chết ghê hết. Cái cảm nhận riêng của anh nè, là có thể có hai cặp. Có thể thôi. Anh nghĩ không? Hoặc là một trong hai cặp. Anh nghĩ có thể có luôn. Không, em nghĩ phải có, chắc chắn phải có. Rồi. Hai là nhân. Vậy. Chị Ly. Ờ ha. Không, ban đầu là em nói không kể chị mà em có cảm tình với anh nhất. Ai biết đâu, diễn thì diễn mà. Sao bây giờ thích nhân? Tại vì anh không phải gu người ta, anh đi biên. Bữa BBQ đúng không? Thì ngồi nói chuyện, thêm là em nhìn anh Nhân, thấy anh Nhân làm đồ ăn này kia thì kiểu cái gu của em là thích một người nấu ăn. Rồi bây giờ có hai việc cần phải giải quyết. Một là chuyện tình cảm của chính bản thân. Và hai là xung đột nội bộ giữa mấy anh em với nhau. Đúng rồi. Anh biết vì sao mà em biết anh thích ý mà em vẫn nói ra được đó. Họ khóc ý. Họ hiểu lầm anh không? Còn xíu rồi. Chuyện gì? Sau hoạt động làm vườn khá là vất vả, các thành viên Love House trở về nhà chung để cùng bà Mabio chuẩn bị một bữa ăn vô cùng đặc biệt. Cái món này là giới thiệu với chúng con. Một năm chỉ một hai lần nấu như vậy thôi, chứ không phải mà có hoài để mà nấu. Tại cái món này là món của người dân tộc Chu Ru mấy bà. Rất là đặc sản. Tại vì cái này là khách quý mới được nấu. Ở trong này là gồm những gì bà? Gia châu, cà đắng, xả, cà chua, ngò gai. Rồi mời mọi người nha. Dạ, mời bà. Ngon quá. Ăn xong rồi mới thấy được cái đắng, nó ngon. Nó có cà đắng á. Da trâu nó rất là giòn. Ngon. Này ăn miếng thì nó ngon bà. Ăn nhiều đã. Ngon đó bà. Rồi mấy cháu gái tìm được bạn trai nào chưa? Thì con chưa. Nhanh nhanh tìm mà để cho có đi con. Con cũng vậy. Rồi tới Ly. Chưa luôn không hả? Không dám nói. Rồi tới bé. Chưa luôn hả? Trời ơi, thời cơ sẵn có như vậy chụp lấy đi. Mấy bé này mùa 12 chuẩn bị đổi chương trình độc thân sao ấy. Dạ anh sao anh hay nói ta có. Vậy? Có! Có! Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Thôi như vậy thôi nha, các con nha. Dạ. Thôi chúc các con lên đường bình an nha. Cảm ơn mọi người. Dạ, mà. Đi nha. Rồi. Trời ơi. Chúng không về tự nhiên nhà nó vắng nhớ. Trời ơi tự nhiên bà đi ho rồi nước mắt nhẹ. Thật khó khi mới đây thôi đã phải nói lời chia tay. Và đằng sau những giọt nước mắt hôm nay, họ sẽ khó có thể quên những kỷ niệm về nhau của ngày hôm qua. Một vùng ký ức đẹp còn lưu mãi trong mỗi người.
Rời khỏi xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, chuyến xe tình yêu tiếp tục đưa các thành viên ngôi nhà chung tới địa điểm cuối cùng của hành trình ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Dừng chân tại Vintage Gardens, với mô hình nghỉ dưỡng kết hợp nông trại đem đến một không gian rộng mở, gần gũi với thiên nhiên, thì nơi đây không khó để tìm thấy những khung cảnh đầy thơ mộng và lãng mạn. À, ok, vậy được. Đây cái này rộng rãi chị ha. Chị thích nằm ở đây nè. Tự nhìn ra ngoài. Ừ. View ngoài nè. Ôi chết rồi. Về tới nhà chung mới, các thành viên nữ vô cùng hào hứng và thích thú. Thế nhưng không khí bên phòng nam thì ngược lại. Dù không nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng giữa Minh và Nhân. Tao thích rất là ngắm bầu trời chỗ này nè. Ê tí, hay là tối mua ít gì đó, muốn anh em ngồi vòng tròn hay vòng cung ở đây nói chuyện tâm sự. Bốn anh em à. À quên, ba anh em thôi. Không có đứa có bồ đi chơi bồ đi, để ba anh em một thân ngồi đây tâm sự cắm trời mấy chứ. Vậy là không đúng. Đúng sai vậy, mình không thích chơi nha, mình thích chơi nói thẳng luôn đi, không nói gì chi mà. Nói gì đó mà quên, cái chuyện nó vậy là hôm bữa nhóc Nhân có nói về Minh, lại gặp đến Minh như kiểu là Nhân nó tự thấy mình không có bằng ba anh em. Như mọi khi mà Nhân hay giỡn á, thì tụi mình hay nói là Minh ơi giỡn cái tính chổng trẻ trâu quá, nó là câu vui. Thì Nhân cũng nói lại như vậy, thì ở ngoài Minh nghe được. Thì hôm qua lúc mà ngồi trên suối á, Minh nó hỏi là ô hôm bữa là em nghe Nhân nó chửi em trẻ trâu không? Thì mình nó không có, anh nói nó giỡn thì thôi, nó nói cũng như mọi lần mà nó giỡn anh em mình với nhau. Có thể là tại Minh vẫn đang bực chỉ câu nói giỡn đó của Nhân. Nó là cặp đôi với ổng. Thề nó mất chiếc xe mà nó làm gì có xe mà mất. Có lý. Không, em mà giỡn vui rồi em không có bao giờ mà em đòi đánh ai, thấy không? Nó nói vui thôi. Chơi ta anh em cho vui thôi. Sổ. Để cho em cho nó biết thế nào là hay thể hiện. Thì tất nhiên là phải giải quyết, tại vì hôm nay chỉ còn có 24 tiếng nữa là kết thúc chương trình rồi. Rồi bây giờ có hai việc cần phải giải quyết. Một là chuyện tình cảm của chính bản thân. Và hai là xung đột nội bộ với mấy anh em với nhau. Thì anh nói thẳng luôn, bây giờ anh không có muốn xung đột xảy ra với mấy anh em. Đừng có gì những cái câu nói chỉ là vô tình với nhau thôi, khịa khịa nhau thôi, trở thành một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Cho nên bây giờ anh muốn hai đứa giải quyết đi. Ví dụ như mà mình nói với người ta làm sao, mình gặp ngồi trước mặt nhau mà nói, ví dụ anh với Minh ngồi trước mặt nhau là Minh tính em hay giỡn, em hơi nít một tí, lâu lâu nói mấy cậu hơi bà trẻ trâu hơi bà xà bà láp, thà nói trước mặt nhau giải quyết vấn đề. Mình muốn góp ý với người ta gặp nhau, giống như hôm bữa em đi vô em gặp anh rất là quý em. Chứ ngồi ở ngoài mình nói chuyện với nhau có gì đâu, phải không? Nói thẳng luôn có gì đâu, bình thường. Em thì em không làm gì nó đó, nhưng mà cho anh Thành biết là ai đụng vô em sẽ thấy. Em nói vậy thôi chứ ai làm gì nó đâu, giỡn cho vui. Cho nó biết là đó mình không có hiền, hiểu không? Nhưng mà em chắc chắn là lúc đó không phải là em đang kể lể một cái gì đó, em nói sao để nói sao ba người. Em chỉ đang so sánh. Không có cái lý do nào mà em đem tự nhiên em so sánh với ba người. Nó phải có một cái gì tất đó. Nhiên, cách nói chuyện của em với lúc đó em so sánh thì lại không có dùng đúng từ phù hợp. Và vô tình cái tiếng nói của em rất lớn, thì vô tình làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối của mình. Yes. Em phải bù đắp lại nỗi đau của mình. Nói với anh em chơi chung nhau, biết nhau cũng là một duyên số. Nhiều khi mình giỡn lố quá, người ta hiểu lầm. Rồi hai đứa ôm nhau thấm thiết đi. Thôi nó có bồ, anh ơi ôm bồ nó ghen. Ờ cũng đúng, nó có bồ. Ở đây chưa ai có bồ mà. Anh xui rồi nha. Anh xui nha, có người xác nhận là có rồi nha. Thấy nhạc là hơi sai nha. Đây để em nói cho nghe nè. Cái chuyện mà sắp có bồ hay không có bồ á, thì còn 24 giờ em nghĩ anh nên suy nghĩ chín chắn một tí. Nếu có đến được với ý hay không á, không phải là quyền quyết định của một mình em hoặc là một mình ý. Em nghĩ trong phút cuối thì anh nên quyết định một cái quyết định mà anh sẽ không hối hận về sau này. Ý thì anh nói thẳng có Nhân luôn. Anh nói đi. Anh biết nhiều hơn em nghĩ. Ừ. Còn chuyện anh thích ý là ngay từ buổi đầu tiên anh vừa gặp ý là anh đã đổ rồi. Trong suốt chuyến đi từ Sài Gòn lên Tâm Châu, ý là người chủ động gọi tên anh, nhớ không? Và sau đó ý cũng chủ động xin được anh chở đến tận Đà Lạt. Tụi anh nói chuyện rất nhiều. Từ lúc đó thì anh mới hỏi ý một câu, em thích anh không? Và ý cũng có nói một câu, em mới cảm tình với anh thôi. Thì chương trình hẹn hò mà, anh có thể tìm hiểu thêm một người, hai người, ba người, bốn người.
Thì lúc đó thật sự trong đầu chỉ thắc mắc hai người, đúng hai người đó là ý bà Lily. Thì sau khi giải quyết được cái vấn đề của bà Lily, ok anh biết bạn ấy như thế nào rồi, thì cái đó là quá muộn. Cái đó là cái sai của anh. Nếu mà nó hối hận chắc chắn là có. Bây giờ chương trình nó không có ép buộc mình phải có người yêu thì đúng, nhưng mà chương trình rất là muốn chúng ta sẽ tìm hiểu cô gái đó được một nửa của mình để đi về, để đi về đó. Phải mà em tìm hiểu Diệu ok rồi, tại biết sao trong đầu em lúc nào Diệu cũng là một cái nhìn đầu tiên giống như anh với ý, thì em luôn nói với mọi người là Diệu là người em ít giỡn nhất, đúng, người em ít nói chuyện nhất, để em nhìn Diệu, tìm hiểu Diệu. Nhưng mà sao em tìm hiểu rất là nhiều, em đánh lạc hướng, em thích người này thích người kia, cảm giác người này kia em không thích Diệu, nhưng mà thực chất là em đang thích Diệu và em tìm hiểu Diệu. Khi mà em tìm hiểu thấy rồi, thấy Diệu rất nhiều điểm chung với em, nhưng mà người có nhiều điểm chung á thì không hạnh phúc, không hợp nhau, không hợp nhau. Chưa, người em thích từ đầu đến cuối đến bây giờ vẫn là Diệu. Rồi ngày mai anh có quyết định tỏ tình không? Chưa biết, để xem sao. Chưa biết. Thì cái chuyện tỏ tình với Austin là chuyện rất là lớn luôn, thật sự luôn, mình phải rất là thích người ta mình mới em cũng vậy đó. Đúng rồi. Nhưng mà ngày mai em vẫn muốn tặng cho Diệu một món quà. Ở tình tỏ tình đầu, em tỏ tình hai, anh tỏ tình ba, mà tình cuối ok. Cái gì sao anh lại tỏ tình ba? Thì anh đã nói thẳng người anh tỏ tình rồi, thì anh có tỏ tình hay không tỏ tình thì anh cũng tỏ tình người đó thôi à, đúng không? Ok, anh đâu có tỏ tình ai khác, anh không có quan trọng là ai khác, nhưng mà em muốn em là người cuối hoặc là gần cuối. Em là phải một là mở mày, là phải mở đầu mở thứ hai, đầu xuôi đuôi lọt. Vậy là những mâu thuẫn bên trong các thành viên nam cuối cùng cũng đã được giải quyết. Và vấn đề mà họ quan tâm lúc này là việc có nên hay không thổ lộ tình cảm của mình với đối phương, khi mà giờ đây tất cả chỉ còn chưa đầy 24 tiếng để ở bên nhau. Yeah. 50. Hello. Kể các bạn tới nhà. Dạ, mời quý khách. Ủa, bạn chán quá hay gì? Qua chơi thăm nhà thôi. Và tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này, các thành viên ngôi nhà chung quyết định tụ lại bên nhau cùng đàn ca vui đùa. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một sân, đôi khi mưa cùng một sân, thức giấc chung một sân. Trong bầu không khí vui ca, có một chàng trai đang cảm thấy bối rối khi ngồi gần người mà mình thầm thương bấy lâu nay. Thế nhưng giữa họ lại là muôn vàn sự hiểu lầm. Và có vẻ Lily đã phát hiện ra sự bất ổn trong tâm trạng của chàng trai lúc này. Có phải là anh thích chị Diệu đúng không? Để tới ngày cuối cùng luôn, hay là phải trả lời luôn ngay bây giờ? Cũng thắc mắc là tại sao chị Diệu ngày đầu tiên chỉ vui vẻ với anh, xong bắt đầu từ ngày thứ hai là chỉ né anh không? Tại vì cái tính của anh. Chị Diệu có tâm sự với em là cái tính của người con trai mà chị ghét nhất và chị muốn né nhất là khi mà vừa gặp mà kiểu nói về vật chất quá nhiều á. Em nghĩ nha, là hai người là đang hiểu lầm nhau thôi. Anh không có ý đó, và chị Diệu đang hiểu lầm là anh khoe khoang. Thì em nghĩ là hai người nên có một cuộc hẹn để nói chuyện. Tại vì ngày mai là ngày cuối rồi, mà bây giờ hả, hai người vẫn còn hiểu lầm nhau thì làm sao? Cái gì khó nói hả? Giờ em nghĩ anh nên làm cái gì? Giờ anh đang nghĩ cái trong lòng anh nói nghe rồi. Tại vì anh quá đặt nặng cái vấn đề gọi là tìm một người để mình thương á. Đến ngày hôm nay em mới biết là anh với Diệu có quá nhiều điểm chung. Nhưng mà anh không thích quen người có nhiều điểm chung với mình. Anh cảm thấy nó cũng sẽ đổ vỡ. Diệu là một người dễ xúc động, anh cũng là một người dễ xúc động, nhưng mà anh giấu được. Anh làm mọi thứ nó loạn hết á. Anh vui hay anh buồn, anh tức gì mọi người sẽ không biết gì hết. Nhưng mà em đang biết anh buồn á. Không, anh buồn bởi vì những cái mà mọi người không nghĩ xấu về anh thì Diệu đã nghĩ xấu hết rồi, còn gì nữa đâu mà nói. Sao anh biết chị Diệu không thích anh? Chị Diệu chỉ là có ấn tượng xấu vì cái lần đầu mà đã đi chung với nhau mà anh nói những cái chị không thích rồi. Đó là hiểu lầm thôi, nên anh mới cần có một cuộc nói chuyện để anh giải thích ra. Buồn rồi, hôm nay còn ngày cuối rồi. Kịp, anh không nói mới là không kịp á, anh không nói mới là hối hận á. Nè, người con gái anh thích, anh muốn tìm hiểu, anh muốn đi xa hơn với họ. Anh, mà họ anh, hiểu lầm anh. Anh muốn đi xa cho nên anh mới, lúc nào anh cũng nhìn theo dõi đó. Anh không cho Diệu biết là anh theo dõi Diệu. Nhưng mà anh đang bị cái gì anh biết không? Có nghĩa là chúng ta chỉ có 8 ngày thôi, 8 ngày bên nhau. Anh không nói luôn, anh để người ta hiểu lầm luôn và anh mất người ta mãi mãi. Anh chấp nhận vậy hả? Chị Diệu là người tốt nha. Em ở chị Diệu em biết nha.
anh là người xấu. Không, em không có đánh giá ai hết á, nhưng mà em thấy anh tốt bụng. Anh cũng tâm lý á, chỉ có vài cái là em không thích thôi. Và em cũng có nói thẳng với anh rồi. Anh hiểu ý em không? Là bây giờ khi mà em vô á, anh ra gặp chị Diệu liền đi. Không còn thời gian nhiều đâu, mai là về rồi. Hỏi chị Diệu là cái không thích của anh là gì đó, xong anh gỡ ra, anh giải thích ra. Anh trai, đi, em tin là anh làm được mà. Có sợ mắc mưa không? Không sao đâu anh. Không mắc mưa em bệnh á. Không sao đâu anh, cứ đó nói nhanh mà. Sao mấy bữa giờ vui không? Dạ vui. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nghiêm túc với em, chắc cũng là lần cuối cùng luôn á. Nghe cuối cùng thấy sợ không? Thì anh cũng biết em không thích anh nhiều thứ mà đúng không? Ít thứ thôi, không có nhiều. Em cũng biết anh cũng không có thích em nhiều thứ á. Không có. Không, em biết mà, không sao đâu. Cái đêm đó anh nói là em cũng biết, sơ. Mà không có sao, em không có giận. Không, anh nói chuyện với nhiều người, anh giỡn nhiều người. Anh mọi người cứ nghĩ là anh lúc nào cũng nói chuyện với mọi người giỏi lắm. Nhưng mà em thấy mỗi lần anh ở gần em là anh sợ rung chứ không phải. Anh rung, anh giỡn mọi người thì được, nhưng mà khi mà anh... Em bị nghiêm á. Không, anh nghiêm ở ngoài không? Em. Tại vì anh thích em cho nên cái anh mới có cảm giác đó. Lại như vậy hả? Không, cái điều này ai cũng biết hết á. Chỉ có em là không biết thôi. Nói thật lòng á, em chưa có đến cái mức là ghét anh đâu. Em là người anh theo dõi từ đầu chương trình đó, chú chương trình. Em vậy nè, em lại nghĩ em là trường hợp dự phòng thôi. Có nghĩa em biết cái ngày đầu tiên anh ấn tượng nhất. Em mới nghĩ thôi nha, anh nhìn của một người khách quan là anh ấn tượng là em nhất. Xong rồi qua ngày thứ hai thì là chuyển qua Ly. Xong đến bây giờ trường hợp dự phòng, có nghĩa là Ly nói thẳng là coi anh như anh em. Thì bây giờ anh lại kiểu như là chuyển qua em. Thì đó là ánh nhìn của em thôi. Anh do anh suy nghĩ sai á, cho nên lúc đầu anh lỡ anh nói là anh thích em. Rồi anh suy nghĩ là thích, hoặc nói lại cái kiểu khác. Để anh theo dõi em nhiều hơn. Chứ anh sợ thích rồi xong em né tránh. Sao anh mới nói là anh thích rồi xong anh không thích. Đúng là mình ngu thì không biết ngu hay là đúng. Anh Thành thì nói là anh đúng á. Cái đó cũng là một cách tường hiểu hay. Nhưng mà hình như anh quá muộn á. Không biết là do anh trong chuyện tình yêu anh không có nhiều kinh nghiệm. Không, em lại thấy anh là người rất là nhiều kinh nghiệm. Không nha, em nghĩ có kinh nghiệm là ở đâu? Sao mà em thấy được điều đó qua những cái chuyện gì? Không, thường thường bạn em mà nó có vị trí như anh hoặc là ngoại hình như anh hoặc là kiểu giống như anh á, nó sẽ có rất là nhiều mối tình á. Mối tình ở đây có nhiều dạng, từ một đêm hoặc là nhiều tình qua đường hoặc là gì đó. Có tình một đêm, tình qua đường, nhưng mà đến cuối cùng thì người đó vẫn phải có một người vợ, vẫn phải kết hôn, vẫn phải có một gia đình để chăm sóc gia đình của mình. Anh thì qua cái tuổi đó rồi, chung anh chỉ muốn có một gia đình thôi. Như vậy cũng được nè. Anh nói là đánh đổi mọi thứ để có những thứ như vậy yên bình. Anh muốn có một hạnh phúc á. Như bé Ly rất là thương, nó kêu á. Em biết anh là không có gì, nhưng mà em sợ chị Diệu nghĩ anh này nọ, nghĩ anh hay khoe gì tùm lum á. Bé Ly nãy nói vậy đó. Trời, Ly phản chủ. Cũng không định giải thích, nhưng mà bé Ly là người mà động viên nhiều nhất. Bé Ly kêu hãy nói. Anh cũng kêu thôi, nếu như em hiểu lầm vậy chắc là mình không có duyên. Bé Ly nhìn ra hết à? Nó hay chứ. Nó ra nó hỏi nhanh rồi. Bây giờ còn ngày cuối à? Anh nói thẳng với chị Diệu. Cái gì trời? Anh lúc đó anh không biết gì luôn á. Anh ngày cuối cùng anh không nghĩ là con bé nó nghĩ vậy. Thì anh cứ nghĩ là con bé nó nghĩ là anh thích con bé. Ai cũng nghĩ vậy hết mà. Ừ. Nhưng con bé nó nhìn, nó kêu hôm nay là ngày cuối cùng của mình. Chị Diệu là người tốt. Em nghĩ là anh nên nói chuyện với chị Diệu đi. Giờ em biết anh thích chị Diệu. Rồi bé nói là em sẽ là em gái của anh. Anh hết hồn nữa. Anh kêu không nghĩ con bé nó nhận ra điều đó. Rồi anh cũng không có dám nói, nhưng mà thôi anh nói còn có ngày nữa à. Thôi nói rồi. Anh sợ em hiểu lầm anh á. Đặc biệt là sợ là lỡ chuyến tàu. Thì cái điều mà anh thích nhất là
Uyển à, Uyển muốn nắm tay Diệu á. Sao? Thiệt á, nắm tay xíu thôi cũng được. Xíu hả? À. Sao tự nhiên em thấy anh nói chuyện em cứ mắc cười đó. Em phải bị xì cái cười á, em bị mắc cười đó. Anh nói thiệt, tại vì mọi người quen á, ai cứ cái khi anh nghiêm túc á, mọi người có nghĩ anh giỡn á. Hai anh em mình vô cảm ơn á. Đúng không? Mưa nhỏ mà. Mưa to. Mưa to à? To. Sao còn hiểu lầm anh không? Còn chút xíu mà. Chuyện gì? Em không biết nữa. Không giải thích được. Anh quan sát em từng ly từng tí, đến hồi chiều em chia tay bà, anh vẫn đứng nhìn em. Chỉ có mình anh đứng nhìn em. Em khóc xấu lắm nữa nha. Em có quá nhiều cảm xúc lắm. Cái điều đó làm anh buồn. Không, em thương bà thiệt. Bởi vì bản thân bà tốt quá. Đôi khi anh có thể nghĩ là đôi khi vẻ bề ngoài thì người ta chỉ cứng rắn thôi. Em cũng giống anh thôi. Anh cũng cứng rắn ra đường này nọ kia khác, nhưng mà đâu có ai hiểu bên trong mình là như thế nào. Ngày hôm nay có lẽ phải lấy hết tất cả dũng khí thì Minh mới có thể nói ra được chừng đấy những tâm tư tình cảm của mình nhìn cho Diệu. Khi bên ai em thấy điều gì nữa mà rơi vẫn kề lần mi. Người từng làm em không, người từng khiến em cười, buồn bàn tay rời xa lại lâu mưa đi. Và con tim đã vui trở lại khi giờ đây những người yêu nhau đã tìm được đến với nhau. Thế nhưng sự lo âu vẫn còn đó khi chưa ai biết chắc mình có đang yêu nhầm người bí ẩn. Lúc đi hết mình, lúc về có bồ. Yeah. Cảnh đẹp quá. Nhìn này giống như một bức tranh. Ý, sống chết ghê hết. Cái cảm nhận riêng của anh nè, là có thể có hai cặp. Có thể thôi. Anh nghĩ không? Hoặc là một trong hai cặp. Anh nghĩ có thể có luôn. Không, em nghĩ phải có, chắc chắn phải có. Rồi. Hai là nhân. Vậy. Chị Ly. Ờ ha. Không, ban đầu là em nói không kể chị mà em có cảm tình với anh nhất. Ai biết đâu, diễn thì diễn mà. Sao bây giờ thích nhân? Tại vì anh không phải gu người ta, anh đi miên. Bữa BBQ đúng không? Thì ngồi nói chuyện, em là em nhìn anh Nhân, thấy anh Nhân làm đồ ăn này kia thì kiểu cái gu của em là thích một người nấu ăn. Kiểu em muốn nấu cùng em, không có tâm sự mấy chị mà rõ ràng như vậy mà. Từ bữa đó anh nói thích em xong hai đứa đi nói chuyện với nhau ở rừng đó. Mà mấy nay anh kiểu anh lơ lơ với em thì em hơi buồn đen. Ừ, nãy quá thấy chị đó, em hơi buồn thì em cả suy nghĩ lại. Sao lại em lấy anh em buồn? Trời ơi, bữa mới nói anh tin em. Nhưng mà có những cái không bao giờ giấu được. Đúng rồi, đã là cặp đôi là cặp đôi. Giống như em Austin không giấu được ha. Ý mọi người vậy chứ gì. Mọi người sai rồi. Sai rồi. Vì nói nhiều bữa đó mà vì mình đã mình là cặp đôi bí ẩn rồi, đích tin là đạp sư lọt xuống. Đây, tôi đây đạp lọt xuống mà. Trời ơi, thiệt luôn. Vậy nếu mà em không phải sao chứ mọi người cứ nói hoài vậy? Em không phải, anh tự lăn lăn xuống. Nha. Anh nhớ nha. Em không phải cặp đôi bí ẩn là anh Minh tự lăn lăn xuống cái đồ chè. Đúng rồi. Bây giờ anh bắt em lăn thì giờ anh cũng phải lăn chứ. Đúng rồi. Anh ngang ngược vừa thôi. Nhiều khi mọi người nghi ngờ em riết mà em kiểu như em suy nghĩ là có khi nào mình là cặp đôi bí ẩn mình không biết hay không luôn á. Thì phải không anh? Anh chị biết không? Anh biết người rồi. Anh gái. Dễ lạ ơi hả? Mọi người đáng kịch bản nhà là lên trển, tụi mình phải giận nhau nha em. Tụi mình giận nhau trong tới ngày đó, đến ngày đó, ngày đó, ngày đó, ngày đó là tụi mình hết giận nhau nha em. Chị Vinh Thành đó. Không, chị Vinh Minh. Chị Vinh Minh. Là xong là tụi mình lấy 100 triệu nha em, tụi mình đi du lịch nha em. Cái hôm ngồi nhận xét nhau còn bảo là ghét nhau. Thì đó, không ai kêu nhận xét mà ghét nhau hết đó. Đúng rồi. Mình giỡn hôm đó mình nói mình ghét nhau nha em. Chị Ly, chị bị dụ rồi đó. Cái gì rung dữ vậy em? Em tin chị quá nhiều. Ly, chị ở trong phòng em, chị gian dối em điều gì cho chưa luôn. Chưa. Tại em chưa biết thôi chứ không phải là chưa. Tại sao nghĩ mình với Diệu là cặp đôi bí ẩn? Tại sao? Tại đó, em cũng nói rồi đó.
Là cái đợt mà em với anh ngồi nói chuyện á, anh nói cái chuyện mà anh biết Diệu trước đó, và em hỏi Diệu thì Diệu kêu không á. Anh nói là để anh không muốn ai cua Diệu thôi, chứ đâu phải là anh làm với Diệu cặp đôi bí ẩn. Nếu mà anh không muốn người khác cua Diệu thì anh phải nói là Diệu là cặp đôi bí ẩn chứ. Không, còn đằng này anh nói Diệu không phải là cặp đôi bí ẩn, tức là nhiều người sẽ cua Diệu chứ. Anh đi nước khác, anh tính cái nước khác. Nước gì mà thiệt anh đi nước khác, anh đi nước tới nỗi đó đến tin nhìn Diệu chỉ là em gái, Thành nhìn Diệu chỉ là em gái, Hằng Nhân thích nhỏ khác, cuối cùng Diệu là của ai? Ủa wow. Đó rất là hay không, đó là phải xác định. Nhưng mà nếu mà cuối cùng mà có thì vẫn cứ 20 ha. 40 luôn cũng được. Ok, 40 luôn rồi. Double luôn. Em 40, anh 60 luôn. Cho ok, chẳng. Hai anh em mình 100 luôn. Hai anh em. Ơ, hai anh em mình. Hai vợ chồng mình. Đúng rồi, rồi. Hai đứa mình. Được luôn, hai vợ chồng mình 100 triệu luôn. Có vẻ sau bữa ăn hôm nay, tất cả các thành viên đã đề phòng hơn với những cặp đang thành đôi. Và trong đó có cả cặp đùi bí ẩn. Dặn chị rồi. Thế chị nghĩ em ngủ chung chị mấy ngày nay mà chị còn nghĩ là coi đâu bí ẩn. Hồi bữa hôm qua anh Minh vô phòng em nè, hỏi anh Minh là sao. Anh Minh kêu là từ đầu đến cuối anh chỉ thích một người thôi. Mà trước đó anh Minh nói là từ đầu anh Minh thích chị Diệu, nhưng mà sau đó anh chị Diệu kỳ quá nên anh Minh không thích nữa. Anh thích mang tiếng hát cho mọi người, cho mọi người vui. Trái tim của mình anh biết đàn đúng không? Em đánh đúng được cái điều mà ý cần. Và sau đó em cũng nói em thích ý. Anh bằng gì em mới nói là điều đó trước anh. Anh biết vì sao mà em biết anh thích ý mà em vẫn nói ra được câu đó không? Anh không quan trọng. Người nào nắm bắt cơ hội tốt thì người ấy có thôi. Vui lên đi. Thiệt. Anh thấy mày hợp với ý hơn anh. Cùng lắm đập thân tiếp gì đâu. Nhường vào tim em môi vang xa. Trong cơn mưa đêm đầu mùa, chất chứa vô vàn những cảm xúc. Tất cả các thành viên ngôi nhà chung đều biết rằng họ chỉ còn mỗi đêm nay để cùng nói ra hết những nỗi niềm còn vương vấn trong lòng. Cũng là ngày gần cuối rồi. Mọi người là cũng có được 7 ngày bên nhau. Thì thôi bây giờ chơi và chơi vậy đi. Mỗi người sẽ kể một cái cảm xúc hoặc là những cái kỷ niệm gì bạn thấy vui nhất của chuyến đi này. Đúc đúc đồ ha. Chị Ly có thấy chướng mắt khi ngồi vậy không? Dạ không thấy vậy. Em ngồi đây em đâu thấy, em biết mà em lựa chỗ ngồi kế cặp này để em không thấy gì á. Vâng, chơi đi mọi người. Thôi em, ý sao uống nhiều vậy? Ủa, hai ly rồi. Em, bị gì vậy? Sao vậy? Nước, từ từ mình còn ngồi cả đêm mà bé uống dữ quá, mặt em bé đỏ lên hết rồi, chưa kịp chơi trò chơi. Tập trung để anh Thành nói nè. Ok nè. Thôi tiện đây, ngày cuối cũng nói rõ luôn. Anh xem Diệu, Vi và Lily như những người em gái. Còn ý, thì anh xin lỗi và anh cảm ơn. Xin lỗi vì anh đã phạm sai lầm. Xin lỗi vì làm em tổn thương. Và cảm ơn. Tổn thương gì đâu. Có thể là cảm nhận của anh thôi. Thì cảm ơn vì đã còn nói chuyện với nhau đến giờ phút này. Và đến hết chương trình. Như vậy thôi. Nội ý có gì nói với anh Thành nói luôn. Nói, ý. Không có gì đâu nói. Thì nói. Em nghĩ gì em nói đó. Em thích gì em nói. Em ghét thì em nói. Nói hết trơn. Vừa nói chuyện với anh Thành rồi mà, hôm qua rồi. Nhưng bây giờ mọi người, chỉ nói có mọi người nè. Thì em không có được vui đâu, không muốn nói chuyện đâu. Rồi bỏ qua đi, không sao. Em không vui gì. Vui gì gì chứ. Không gì đâu. Tiếp đi. Mọi người đang chờ em nói mà, muốn lắng nghe từ em á. Tới người xe đi. Sao khóc ấy? Bị gì đâu.
sao sao khó xử quá. Thật sự bây giờ anh muốn nói cho mọi người biết mình là cặp đôi với anh. Nhân và Ý đang có quá nhiều áp lực và khó khăn khi phải che giấu thân phận thật của mình. Biểu hiện của cả hai chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người phải chú ý và nghi ngờ. Liệu cặp đôi bí ẩn có tiếp tục với thử thách tình cảm hay sẽ quyết định dừng lại? Và khi thời gian dành cho hành trình tình yêu không còn nhiều, thì Thành và Lily có tìm được bến đỗ cho mình như các thành viên khác hay không? Hãy đón xem diễn biến tiếp theo khi sự kiện đêm nay vẫn còn dài.